Xin chào các bạn đã quay trở lại với cả số tư vấn số thứ 7. Hôm nay thì chúng mình sẽ tư vấn về chính là tản nhiệt. Nhưng mà không hẹn có rất là nhiều các loại tản nhiệt khác nhau anh em nhá. Có tản nhiệt nước, tản nhiệt custom, nước custom và tản nhiệt khí. Thì hôm nay chúng mình chỉ nói về tản nhiệt khí thôi. Bởi vì nhá, nếu mà nói về chung chung tất cả những loại tản nhiệt ấy thì khó, vô cùng là khó luôn. Thế nên chúng mình chỉ nói về tản nhiệt khí trong series, trong cái buổi hôm nay thôi anh em nhá. Sau tuần sau có thể là tản nhiệt nước hoặc là tản nhiệt nước custom. Đấy là tùy vào anh em thôi. Rồi, hãy cùng bắt đầu đi. Thì chị Phương thấy là bình thường chúng ta hay lắp live stream, chúng ta hay lắp những tản nhiệt gì chị Phương nhỉ? Để chị nhớ ra mà trong những buổi live stream mà chúng ta từng lắp, nếu mà tản nhiệt khí thì nhiều nhất chắc là Zonmo CR1000, 1200 các thứ này. Đúng rồi. Xong rồi thỉnh thoảng cũng có Cooler Master. Thỉnh thoảng thôi. Nóc tuổi như chị chưa lắp bao giờ ấy. Nóc tuổi chưa lắp, vâng, đúng rồi. Như nhiều nhất là Zonmo đấy. Đúng rồi, nhiều nhất Zonmo. Đơn giản là vì đấy là một chiếc tản nhiệt quốc dân. Nhưng mà mình phải nói các bạn nhá, đấy không phải là một tản nhiệt tốt đâu. Và để giải thích tại sao nó không phải là một tản nhiệt tốt thì hãy cùng xem video này nhá. Thì trước khi mình lắp một cái tản nhiệt ý, thì em nghĩ rằng là chúng ta cũng phải xét một vài yếu tố chứ, đúng không? Kiểu khi mà cách mua làm sao để lựa chọn tản nhiệt các thứ phù tại hợp sao? Với cả chứ không phải là mẫu này tốt, tại vì nó còn tùy vào trường hợp mỗi người đấy. Thì em nghĩ cũng sẽ phải có một vài cái tiêu chuẩn để lựa chọn đầu tiên, một vài cái lời khuyên để giúp anh em có thể lựa chọn được cái tản nhiệt tốt đấy. Thế thì nó cũng gần như là mô típ chung của mình trong các video tư vấn. Có nghĩa là đầu tiên thì việc để chúng ta lựa chọn như thế nào đấy, để chọn cái linh kiện đấy cho phù hợp với toàn bộ tổng thể bộ máy của mình, nó sẽ phù hợp hơn là chọn cái tốt nhất. Đúng không? Đấy, đúng rồi, vâng. Đấy. Tại vì mỗi người một trường hợp khác nhau, mỗi người có một cái CPU khác nhau và người ta sẽ lựa chọn dựa vào cái tiêu chí đấy. Mỗi người một cái vỏ cây khác nhau nữa. Cái lời khuyên đấy, đúng rồi. Đấy. Thế nên là lời khuyên đầu tiên của mình dành cho anh em ấy đó chính là nếu mà anh em nhìn thấy cái tản nhiệt của anh em, cái nhiệt độ của CPU anh em, nhiệt độ các anh em nó quá nóng ấy thì thực ra em cảm thấy là không nhất thiết phải mua tản nhiệt mới luôn đâu. Mà họ nên check một điều đó chính là cái airflow của cái vỏ cây. Đấy. Để xem hướng gió đi như thế nào. Đúng rồi, tại vì chẳng hạn nhá, anh em một cái vỏ cây kín mít thì làm lấy đâu ra mà không khí cho cái CPU có thể hút, đúng không ạ? Làm sao có thể có không khí cho cái tản nhiệt hút được. Với cả nó phải là một cái luồng khí đối lưu, có nghĩa là có kiểu sự di chuyển, có chỗ ra, có chỗ vào. Chứ đúng ví dụ rồi, mà chỉ vào không, chỉ hút chỉ gió vào không, không. Chỉ hút gió lại khác, chỉ dương nó cũng khác, hâm âm cũng khác đấy. Chỉ hút gió ra, chỉ hút gió vào, vân 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 vân. Thì anh em phải cố gắng hết mức có thể để có thể được cân đối được, cân bằng được cái luồng khí trong vỏ cây anh em rồi mới tính tới cái việc là nâng tản nhiệt anh em nhá. Ví dụ hút khí ở gần điều hòa hơn này, xong rồi thả ra chỗ, đúng không? Điều hòa cứ đặt gần ở cái chỗ hút khí để hút hơi lạnh là đi qua các linh kiện mát, xong rồi thả ra ngoài, đấy là nó sẽ mát. Đó, tiêu chí đầu tiên là chúng ta phải chọn là lời khuyên đầu tiên của chúng mình đấy. Còn như là điều chỉnh cái airflow của vỏ cây trước, sau đó chúng ta mới chọn tản nhiệt. Check cái airflow. Và tiếp theo nữa đó chính là hãy mua một cái tản nhiệt nó to hơn một chút, tức là nó quá hơn một chút so với cả cái CPU của anh em, nó overkill một chút so với CPU của anh em. Đây là về hiệu năng đó mọi người ạ, chứ không phải là kích thước to hơn đâu. Thì không, thường đấy tản nhiệt nó đi kèm kích thước đấy chứ ạ. Tản nhiệt tốt đi kèm kích thước đấy. Vâng. Nghĩa là cứ càng to thì càng mát à? Đa số thế, tại vì càng to nhá, tức là càng nhiều lá đồng, càng nhiều ống đồng, càng nhiều quạt khiến cho cái lượng tản nhiệt nó nhiều hơn rất là nhiều so với cả một cái CPU. Ok. Chị định ủa gì? Thôi, đây nội bộ nói chuyện. Ok. Vậy thì cái ý thứ ba đó là trong video ngày hôm nay lúc đầu Hoàng cũng nói rất là rõ là chúng mình sẽ không tư vấn về tản nhiệt nước bởi vì nó sẽ dành riêng tản nhiệt khí. Và cũng một phần lý do nữa là bởi vì là nếu mà trong cùng một tầm giá thì tản nhiệt khí cũng vẫn rất là tốt so với tản nhiệt nước. Đúng rồi. Mà trong khi đó tản nhiệt nước thì đắt đỏ hơn. Chắc chắn là như thế, đắt đỏ hơn. Sau đó là nó sẽ kiểu phục vụ cho những cái kiểu hơi màu mè hoa nó thành một tí. Với cả ấy là tản nhiệt nước ấy có một cái vấn đề mà tại sao nhiều người lại lựa chọn tản nhiệt khí hơn, đó chính là cái tản nhiệt nước tuy là nó ngầu hơn ấy, nó đẹp hơn ấy, nó cool hơn ấy, nó đắt tiền ấy, nó nghệ hơn, nó nghệ hơn ấy, nhưng mà nó có rất là nhiều các điểm chết anh em nhá. Đầu tiên này, anh em có thể kể tới ví dụ như là một chiếc tản nhiệt khí đúng không, một fan thì có một điểm chết là cái fan, hai fan thì điểm chết là hai cái fan, ba fan thì cái điểm chết là ba cái fan, đúng không? Ba điểm chết là những cái điểm cố định không thay đổi, không phải điểm chết là điểm mà nó hỏng ấy, điểm nó dễ hỏng ấy. Đấy. Còn với tản nhiệt nước nhá, ví dụ tản nhiệt 240 tức là tản nhiệt 2 fan nhá, là có thật 3 điểm chết cơ. Hai chiếc fan và một cái bơm. Mà ấy, cái bơm nhá, chết là chị không nhìn thấy đâu. Đúng chị không? Cảm nhận được là nó bị quá nhiệt đúng không? Rất là nhiều, chị Phương đã gặp rất là nhiều rồi. À không, hai lần đâu, cái đấy là cái do lỏng dây thôi. Một lần thì là do cái bơm nó bị chuột cắn, thế là chị Phương cắm vào. Chúng mình không thể để ý được mà CPU không phải là thôi.
không phải là không để ý được mà không biết được là cái bơm có không biết là hoạt động hay không. Tại vì đơn giản là không thể check được, sờ vào thì thấy nó rung nhưng mà rung do cái quạt thì chúng mình cũng không thể nào mà check được, đúng không ạ? Thế nên là đó là lý do tại sao mà lại lựa chọn một chiếc tản nhiệt khí, bởi vì nó ổn định hơn, nó cứng cáp hơn, nó chắc chắn hơn và nó sử dụng được lâu dài hơn rất là nhiều. Đa số những hãng tản nhiệt khí thì họ đã đều gọi là cứ mỗi đời ra kiểu đời CPU mới ấy, họ sẽ cho cái công như chị ấy, như là Zombo cho 0.7 này, ZT cũng 0.7 này, kiểu như thế. Sắp tới nhưng mà may mắn quá là AMD sắp tới là không thay đổi gì cả nên là vẫn giữ nguyên đó. Thế nhưng ok, lời khuyên thế rồi, anh em vẫn chưa biết là phải mua cái gì thì một số chúng mình sẽ chuẩn bị đưa ra một số cái gợi ý xem là cái tản nhiệt nào mới là tản nhiệt tốt cho bộ máy anh em nhé. Mà tốt là tốt chung chung nhé, chứ mà tốt kiểu cụ thể thằng này tốt cái này thằng này tốt. Thì các bạn cứ inbox hoặc là comment thì chúng mình sẽ rep comment của mọi người nhá. Nếu mà các bạn ví dụ như hỏi cụ thể cho một bộ máy nào đấy thì cứ để lại comment dưới video này nha. Đúng rồi. Đầu tiên thì đến với cái danh sách danh sách các loại tản nhiệt tốt hiện nay thì chúng mình đánh giá là Noctua hiện nay là một hãng làm tản nhiệt khá là tốt và hầu như là sản phẩm nào cũng ổn. Còn tùy theo các bạn có CPU nào thì mình lựa chọn cái tản nhiệt mà phù hợp. Mà cái quan trọng ấy là Noctua thì rất là yên tĩnh luôn. Quạt của Noctua cực kỳ là im lặng luôn, không gây ồn nào. Gây ồn cực kỳ là ít luôn. Đấy là một trong đó lý do sao mà cái tản nhiệt của Noctua nó đắt đến như thế. Tại vì Noctua là một hãng có tuổi đời lâu dài này, chất lượng làm tốt này, và chất lượng này, các thứ. Âm thanh thì nhẹ nhàng và dịu dàng đến vô cùng. Đó. Nhưng mà nếu mà không có tiền mua Noctua thì vẫn có một hãng khác gọi là second tier đấy, top 2 đấy, đó chính là hãng Thermalright. Thì cái hãng này họ đã làm rất là nhiều các những cái tản nhiệt kiểu cái tower này, hai sáu ống chưa lắp bao giờ đúng không? Mấy cái tản nhiệt mình chưa lắp bao giờ đâu. Tại vì mọi người thì thích gọi là màu mè, thế nên mình mới lắp tản nhiệt nước, còn không thì hùng tới lắp tản nhiệt khí cho chị luôn, được chưa? Lắp thử Noctua hoặc là Thermalright này đi. Hai mẫu này đẹp lắm đấy, rất là đẹp luôn. Chứ đâu phải là chỉ có mỗi tản nhiệt nước mới đẹp đâu đúng không? Đúng rồi. Còn tiếp theo nữa thì chúng mình vẫn phải kể đến Zonbo. Zonbo thì tầm thấp cấp, tầm rẻ thì ok không nói, cái đấy nó sẽ tùy thuộc. Zonbo tầm thấp cấp ví dụ như là con CL 1000 này, 1002 này, 1004 này. Mấy con đấy thứ nhất là lắp khá là nó khá là nhiên, khó. Không từ từ. Hiệu năng nó vẫn tốt. Nhưng nó vẫn tốt trên giá tiền. Tức là hiệu năng vẫn tốt trên giá tiền. Vẫn cân được con CPU i3, i5 đời kiểu ở rất là tầm trung ấy. Đấy. Nhưng cái cách lắp đặt của nó rất là khó. Chắc là nó cực kỳ là khó chịu luôn. Tại vì anh em phải nào xoáy gông vào trong cái tản nhiệt, xong xoáy gông vào dưới cái mainboard, xong rồi gắn vào, xong lại phải tháo quạt ra, xong ấn xoáy xoáy các thứ kiểu rất là nhiều bước, cực kỳ là mệt mỏi. Mà nó có đẹp không? Nó không đẹp cho lắm. Đó. Cái lá đồng của nó không đẹp cho lắm. RGB của cái phiên bản CR1001 ý, mà cái rất là nhiều người mua ấy, nó còn chả chỉnh được cơ, chỉ RGB chạy khắp nơi chứ nó không chỉnh được. Không có gì chỉnh những phần mềm. Không tinh chỉnh được gì cả. Nói chung là phần thấp cấp thì nó sẽ mang lại trải nghiệm cũng không quá là tốt đẹp. À, còn hiệu năng trên mức giá thì vẫn ổn đấy. Còn cái từ phần tầm trung cấp trở lên thì nó vẫn là đáng mua nha mọi người nhá. Tất nhiên là không phải là những cái quạt kiểu mát mẻ, mát nhất này, yên tĩnh nhất này, nhưng mà vẫn đem lại một cái anh em cái vẻ nhìn rất là đẹp đúng không? Những chiếc Zonbo HX ấy mà anh em nhìn thấy không? Nhìn trông rất là cool đúng không? Rất là cool ngầu. Đó. Nhưng mà mỗi tội là trong cái clip này thì chúng mình sẽ không có Cooler Master, vì Cooler Master bây giờ họ có dòng H12, tức là Hyper H212. Nhưng mà ấy, cái dòng đấy thì bị xoán ngôi bởi rất nhiều những cái tản nhiệt khác rồi. Nên là em cảm thấy là không nên recommend cái đấy nữa. Còn với đấy là ba cái hãng mà mình cảm thấy là khá là ok tại thị trường Việt Nam bây giờ. Đấy có Thermalright, Noctua với cả Zonbo. Còn nếu mà anh em muốn mua những cái tản nhiệt gọi là đặc biệt hơn một chút thì sao? Ví dụ là tản nhiệt low profile chẳng hạn. Đặc biệt hơn ạ. Thì chị vừa lắp low profile rồi chưa? Những bộ máy thực ra là những bộ máy thấp tiền nhất chị từng lắp, hình như chị lắp Zonbo CR1000. CR1000 không? Thế thì không phải low profile hả? Thế chỉ là chưa bình đủ. Thường profile thôi. Chưa đủ lâu lắm đúng không? Tại vì low profile ấy, là những cái tản nó thấp tè tè này, nó có 6cm thôi hoặc là 3cm có. Thế thì chưa, chỉ có tản stop thôi. Tản stop thôi đúng không? Stop protocol là một loại low profile không? Có chị ạ. Chúng có thể coi đấy. Thì chúng mình cũng sẽ có một vài các gọi là recommendation về tản low profile. Đầu tiên là của Noctua đúng không? Thì nếu mà anh em có nhiều diện tích thì hãy chọn đó chính là chiếc L12S anh em ạ. Chiếc L12S rất là ổn áp này. Còn nếu mà thực sự không có vị trí, tức là kiểu cái vỏ cây nó dí sát xì này, thì hãy chọn chiếc đó chính là L9i anh em ạ. L9i của Noctua. Đó. Sự lựa chọn cuối cùng. Sự lựa chọn cuối cùng đấy. Mà Zonbo cũng có vài mẫu tản nhiệt khá là đẹp nhưng mà hiệu năng cũng không đến mức tốt lắm. Và sẽ có một cái tản nữa của ID Cooling, đó chính là chiếc ES 50-60. Đấy. 50-60. Tức là tùy độ cao đấy, tức là độ cao 50 là 5cm, 60 là 6cm đấy. Và trong giữa đây sẽ có vài cái khoảng nữa. Thì có thể 55 các thứ đúng không? Đúng rồi. Thì
nó sẽ tùy vào cái vỏ cây của em. Ví dụ như là vỏ cây mình có sử dụng cái vỏ cây là vỏ cây K39 chẳng hạn, là bắt buộc phải là low profile. Có nghĩa là những cái vỏ cây mà kích thước của nó khá là đặc biệt đúng không? Thì thường là nó nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Thì những cái tản nhiệt mà mình nói ở đây là sẽ có hiệu năng rất là tốt. Nhưng mà đừng có dùng low profile với cả những con CPU cực kỳ là khủng bố nhá. Đừng ví dụ như là Ryzen 9 hay là i9 nhá, tại vì nó nóng lắm chị ạ. Thì rõ ràng cái em vừa bảo đúng không? Cái kích thước nó đi liền với hiệu năng đúng không? Thì nó càng bé thì đương nhiên là cái hiệu năng tạo của nó kém. Chẳng qua là trong những cái vỏ cây nó cực kỳ đặc biệt như thế thì chúng ta phải lựa chọn những cái con tản. Phải hy sinh. Chứ chẳng lẽ mình mua cái to rồi cắt đi? Đúng không? Cắt đi là hỏng luôn đấy nhá. Ống đồng hoạt động là rất là nguy hiểm nha. Cắt đi là mất luôn đấy, là hỏng luôn đấy. Rồi. Và trên đây thì mình và Hoàng cũng đã giới thiệu cho mọi người một vài những cái sự lựa chọn, những hãng tản nhiệt hay là những sự lựa chọn ví dụ như là riêng biệt như là low profile dành cho các bạn để phù hợp hơn với những cái sự lựa chọn về tản nhiệt nhá, tản nhiệt khí thôi nha. Đấy. Và nếu như các bạn muốn tư vấn cụ thể hơn là ví dụ CPU này, vỏ cây này thì dùng tản nhiệt khí như thế nào thì có thể để lại comment ở dưới video này để chúng mình có thể giải đáp trực tiếp cho mọi người cho nó kỹ càng hơn nữa. Và cũng như là recommend cho chúng mình những video tiếp theo thì muốn tư vấn về những cái sản phẩm gì về công nghệ thì cũng có thể để lại comment ở đây nhé. Vậy là chương trình này thì sẽ được phát sóng định kỳ vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng. Mọi người đón xem ở trên kênh của Hacom nha. Đừng quên like, subscribe kênh YouTube của chúng mình. Chúng mình sẽ có các chương trình sale, sale lụm các kiểu. Và chúng mình sẽ còn có chương trình giveaway nữa. Thế nên là anh em thoải mái mà tham gia nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em tại một video sau.